Ok, yêu đương khổ quá thì chạy về khóc với anh. Eric hướng dẫn guitar. Mình sẽ để mở và hát có một đoạn như mọi khi, sau đó sẽ hướng dẫn cho bạn cách bấm ngón tay trái và cách đánh tay phải nhé. Tiếp thu nhạc lắm. Yo. Không biết có yêu anh quên hay không. Trăng sáng hơn đôi mắt của em, thật đẹp đến chẳng thể tôi phải nấp sau mây. Vậy thì cớ sao anh đây lại nỡ buông tay? Ừ thì anh không muốn phải nhìn thấy em buồn. Chuyện tình yêu nếu như không thể nắm thì buông. Tự nhiên không biết vì lẽ gì kiềm lòng suốt thôi. Cây không muốn lá rơi cành khi lá vẫn còn xanh. Yêu đương khó quá thì chạy về khóc với anh. Một người luôn yêu em nhất chắc chắn sẽ không bỏ đi khiến em phải buồn được đâu. Phong ba sóng gió phù đầu anh vẫn đứng đằng sau. Tình yêu có duyên thử tìm tìm đến với nhau. Dù sao anh cũng vui lòng làm người anh trai đến suốt đời này được không? Ok, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ dẫn cho bạn một bài hát đã ra vào dịp Tết của Eric, đó là bài Yêu đương khổ quá thì chạy về khóc với anh. Bài này đã ra khoảng 2 tuần và hiện tại đang là top 1 trending của YouTube. Bài này nghe cũng khá là hay, khá là thuộc, dễ thuộc nhạc và mang tính đại chúng. Mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách đánh bài này một cách đơn giản và cơ bản nhất. Đầu tiên thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách mở hộp ốc trước, sau đó sẽ là hướng dẫn cách đánh tay phải và cuối cùng là mình sẽ đánh chậm đoạn intro. Mình nghĩ ra intro đơn giản chứ không quá phức tạp. Mình nghĩ ra để hạ đường tông của Eric thì các bạn sẽ kẹp capo ở ngân 2, đa mình thấp hơn nữa cũng mình sẽ kẹp capo ở ngân 3. Hợp âm đầu tiên của bài này sẽ là hợp âm son trưởng. Các bạn với hai ngón lần lượt vào dây số 1 và dây số 6 ở ngắn thứ 3, một ngón vào dây số 5 ở ngắn thứ 2. Đây là bấm son trưởng ký hiệu G, dây bạc sẽ lên dây số 6. Hợp âm thứ 2 của bài này là hợp âm quen thuộc của âm mi thứ ký hiệu M. Các bạn sẽ bấm hai ngón lần lượt vào dây số 4, dây số 5 ở ngắn thứ 2. Đây là âm mi thứ, dây bạc sẽ lên dây số 6. Hợp âm thứ 3 của bài này sẽ là hợp âm la thứ. Các bạn sẽ bấm một ngón vào dây số 2 ngắn đầu tiên và hai ngón lần lượt vào dây số 3, dây số 4 ngắn thứ 2. Đây là âm la thứ ký hiệu AM với bạn sẽ lấy dây số 5. Bài này các bạn có thể sử dụng ở âm la thứ 7 để thay thế, thì các bạn chỉ cần bỏ ngón AM này ra. Đây là âm la thứ 7. Như bạn cũng tương tự dây số 5. Âm tiếp theo đó là hợp âm đô thứ ký hiệu là CM. Thì các bạn sẽ chặn ở ngắn số 3. Một ngón bấm vào dây số 2 ở ngắn thứ 4 và hai ngón lần lượt vào dây số 3 và dây số 4 ở ngắn thứ 5. Đây là âm đô thứ ký hiệu CM cho bạn sẽ lấy dây số 5. Và các bạn cứ nghĩ đây hợp âm đô thứ thì các bạn sẽ chặn ở ngắn thứ 3 và bấm dùng 3 ngón này bấm lại hợp âm la thứ bắt đầu từ đây. Ok. Âm tiếp theo của bài này sẽ là hợp âm rê trưởng ký hiệu là D. Các bạn sẽ bấm hai ngón lần lượt vào dây số 1 và dây số 3 ở ngắn thứ 2 và một ngón vào dây số 2 ở ngắn thứ 3 như thế này. Âm rê trưởng ký hiệu D với bạn sẽ lấy dây số 4.
Bài này các bạn có thể sử dụng hợp âm Re 7 để thay thế cho Re trưởng. Thì các bạn sẽ bấm như thế này, hai ngón lần lượt vào dây số 1, dây số 3, ngón thứ 2 và ngón vào dây số 2, ngón đầu tiên. Ok, hợp âm tiếp theo của bài này sẽ là hợp âm đô trưởng kiểu là C. Đô trưởng thì các bạn sẽ bấm một ngón vào dây số 2, ngón đầu tiên, một ngón vào dây số 4, ngón thứ 2 và một ngón vào dây số 5, ngón thứ 3. Âm đô trưởng kiểu C cho bạn sẽ lấy số 5. Ok. Và hợp âm cuối cùng của bài này sẽ là hợp âm si thứ kiểu là BM. Các bạn sẽ chặn ở ngăn thứ 2, một ngón bấm vào dây số 2 ở ngăn thứ 3 và hai ngón lần lượt vào dây số 3, dây số 4 ở ngăn thứ 4. Hợp âm si thứ kiểu BM cho bạn sẽ lấy số 5. Các bạn có thể bấm si thứ 7 để thay thế cho hợp âm si thứ, thì các bạn chỉ cần bỏ đục lên ra. Được chưa? Lưu ý nếu các bạn muốn nâng tông ở đoạn cuối có một đoạn etrit khác nâng tông, nâng lên nửa tông, thì các bạn sẽ sử dụng hợp âm. Đó là mình chỉ nói qua đoạn này, bởi vì mình cũng không thích đoạn nâng tông lắm. Thì các bạn sẽ có nâng tông, thì các bạn sẽ có là đô thăng. Thì các bạn sẽ chặn ngắn thứ tư và bấm 3 ngón lần lượt vào dây số 2, 3, 4 ở ngắn thứ 6. Hợp âm đô thăng thì bạn sẽ lấy số 6. Tiếp theo đó là hợp âm phát thử kiểu là FM, thì các bạn sẽ chặn ngắn đầu tiên và hai ngón bấm vào dây số 4, dây số 5 ở ngắn thứ 3. Đây là hợp âm phát thử kiểu FM thì bạn sẽ lấy số 6. Tiếp theo nữa đó là hợp âm la thăng thứ kiểu là A thăng M, thì các bạn sẽ chặn ở ngắn đầu tiên, một ngón bấm vào dây số 2 ngắn thứ 2 và hai ngón lần lượt vào dây số 3, dây số 4 ở ngắn thứ 3. Đây là hợp âm la thăng thứ kiểu là A thăng M, cho bạn sẽ là dây số 5. Hợp âm tiếp theo sẽ là hợp âm Re thăng, thì các bạn sẽ bấm vào dây số chặn vào ngắn số 6 và bấm 3 ngón lần lượt vào dây số 2, dây số 3, dây số 4 ở ngắn thứ 8. Khá là khó bấm hợp âm Re thăng. Và hợp âm cuối cùng trong cái đoạn nâng tông thì các bạn sẽ bấm là son thăng. Son thăng thì các bạn sẽ chặn ở ngắn thứ 4 và bấm một ngón vào dây số 3 ngắn thứ 5, hai ngón lần lượt vào dây số 4, dây số 5 ở ngắn thứ 6. Đây là hợp âm son thăng. Nãy như mình nói là Re thăng. Đây là hợp âm son thăng kiểu là G thăng, như bạn sẽ là dây số 6. Ok, đó là tất cả hợp âm sử dụng trong bài này. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đánh ở tay phải. Tay phải thì các bạn sẽ đánh đoạn đầu thì các bạn sẽ đánh theo công thức, nó khá là đơn giản và cơ bản đối với mình, đó là các bạn đánh 3-4-3-2, có thể đánh thêm 3-4 ở phía sau, 3-4-3-2-3-4, có thể các bạn đánh 3-4-3-2 ở đoạn đầu, sau đó các bạn đánh tiếp 3-4-3-2-3-4 ở đoạn sau. Tùy vào từng đoạn hát mình sẽ đánh mẫu. Công thức là như vậy, mình sẽ đánh màu bắt đã bao hạt thì các bạn sẽ định hình được nó đánh như thế nào. Mùi hương hoa xin vi hay là hương tóc mềm. Nếu đánh đúng công thức theo máy móc thì các bạn sẽ đánh là 3-4-3-2-3-4, 3-4-3-2-3-4. Đã bao hạt thì là mùi hương hoa xin vi hay là hương. Nhưng thỉnh thoảng thì mình chỉ có đánh 3-4-3-2, 3-4-3-2-3-4. Đấy, mình đánh xen kẽ như vậy thì nó nghe sẽ có những khoảng lặng nó hay hơn. Mùi hương hoa xin vi hay là hương tầm biệt, vì sao trăng sáng hơn đôi mắt của em. Được chưa? Đoạn đầu thì các bạn chỉ cần đánh theo công thức như vậy, 3-4-3
3 4 3 2 3 4. Thỉnh thoảng các bạn ạ, 3 4 3 2, 3 4 3 2 3 4. Và chuyển độ âm như tạo độ âm mình là để ở giữa phần mô tả của video thôi. Ok, ở đoạn điệp khúc thì các bạn sẽ đánh nó sao cho nó ô nhịp nó dài hơn một tí, thì các bạn sẽ đánh theo công thức đó là 3 4 3 2, 3 4 3 2 1 2 3. Mình nhắc lại công thức đó là 3 4 3 2 1 2 3, 3 4 3 2 1 2 3. Ok, các bạn đánh mẫu, mình đánh mẫu thì các bạn cứ lấy đàn ra và đánh theo như thế này: 3 4 3 2 1 2 3, 3 4 3 2 1 2 3. Tăng tốc nhanh và đúng tốc độ của bài hát thì sẽ như thế này. Chuyển độ âm. Đã bài hát sẽ là: cây không muốn lá rời cây khi lá vẫn còn xanh, yêu đương khó quá thì chạy về khóc với anh. Một người luôn yêu em nhất chắc chắn sẽ không bỏ đi khiến em phải buồn. Ở đoạn rê trưởng thì các bạn sẽ không đánh 4 3 2 1 2 3, bởi vì rê trưởng thì các bạn đánh với bạn là với số 4, thì các bạn thay vì thế thì các bạn sẽ đánh là 3 3 2 1 2 3. Thì các bạn 3 3 2 1, các bạn sẽ nghỉ một tí sau đó các bạn đánh 2 3 cho nó đủ nhịp. 3 3 2 1 2 3 và qua G. Phòng mà sóng gió phù đồng, anh vẫn đứng đằng sau. Tình yêu có duyên thì tìm đến với nhau. Dù sao anh cũng vui lòng làm người anh trai đến suốt đời này, được không? Có đến lúc thì mình sẽ đặt thêm vào của đoàn nhận như thế này. Bạn 4 3 2, mình sẽ harmony như thế này. Ok, được chưa? Cho các bạn nào thắc mắc vậy thôi. Mình nghĩ bài này nó cũng khá là đơn giản, các bạn chỉ cần đánh theo công thức như vậy. Đoạn intro thì mình cũng không biết nói thế nào, nên mình sẽ cố gắng đánh chậm để các bạn có thể theo dõi đoạn intro mình đánh lần đầu thôi. Thì các bạn sẽ làm như thế này. Intro thì mình đã như vậy, mình cũng vừa mới nghỉ ra và cũng muốn chia sẻ cho các bạn, chia sẻ cho các bạn cách đánh intro. Mình sẽ đánh lại một lần nữa nhé. Ok, mình chỉ có cách đã thật chậm để cho các bạn có thể nhìn thấy chữ G hướng dẫn và cách nói miệng ra thì nó sẽ khá là khó. Nên mong là các bạn sẽ có thể đạt được cơ bản bài này và cover cũng như hát theo cách các bạn muốn.
Vậy thôi, cũng lâu rồi mình mới làm lại video hướng dẫn thì mình nói khá là lắp bắp, mong là các bạn thông cảm. Mình sẽ cải thiện ở những video sau. Thế thôi, dì dìu.